Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn xóa vĩnh viễn các sản phẩm tiếp thị liên kết. Mình sẽ demo cho bạn xem trang web hoctuxa.net ha. Ok, sau đó mình sẽ vào bản tin, vào sản phẩm. Đó, thì để xóa tất cả những cái sản phẩm này, các bạn nhấp vào cái ô vuông trên cùng để mình chọn tất cả, sau đó vào tác vụ mình chọn bỏ vào thùng rác ha, và nhấn vào nút áp dụng thì nó sẽ chuyển tất cả các sản phẩm của mình vào thùng rác. Và để xóa vĩnh viễn các sản phẩm đó, các bạn sẽ vào thùng rác để mình xóa lại một lần nữa ha. Ok, và mình sẽ mất 2 thao tác để thực hiện việc xóa các sản phẩm trong website. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn xóa một lần và nó sẽ mất hết luôn ha, gọi là xóa vĩnh viễn. Các bạn sẽ vào trang web hoctuxa.net của mình và vào download ha. Các bạn sẽ vào thư mục code, mình tìm cái tập tin tên là xóa vĩnh viễn ở đây và mình nhấp vào. Mình sẽ copy cái đoạn code này, copy Ctrl C để copy ha. Sau đó mình sẽ vào Filezilla. Đó, thì bạn nào sử dụng dịch vụ cái web bên mình sẽ sử dụng Hostinger miễn phí ha, gói doanh nghiệp, và mình sẽ cấp cho bạn một cái IP và username, mật khẩu để truy cập vào cái hosting thông qua Filezilla ha. Ở trong cái ô host này các bạn sẽ nhập địa chỉ IP của website mình ở đây, username, password, port là 21 ha. Rồi mình nhấn vào nút with connect. Ở đây mình đã kết nối sẵn với cái hoctuxa.net của mình ở đây. Đó, mình sẽ truy cập hosting thông qua cái Filezilla này. Rồi trong cái ô file name này nó sẽ hiển thị danh sách những cái tập tin cũng như thư mục trong cái hosting của mình ha. Các bạn sẽ tìm cái tập tin tên là wp-config, wp-config đây ha, và mình nhấp chuột phải, chọn view edit. Nó sẽ mở cái tập tin này lên bằng phần mềm Notepad. Đó, các bạn sẽ dán cái đoạn code mà mình vừa copy trong cái driver của mình dưới cái thẻ mở ph này ha. Mình enter và mình dán vào đây, sau đó mình lưu lại update trong cái hosting luôn ha. Ok, rồi mình sẽ vào website mình xem. Đó, thì hiện giờ nó vẫn chưa có xóa vĩnh viễn đây ha. Mình sẽ refresh lại. Đó, nó đã chuyển sang xóa vĩnh viễn luôn, và các bạn chỉ việc nhấp cái hình vuông trên cùng và mình vào tác vụ, các bạn sẽ chọn xóa vĩnh viễn ở đây, sau đó áp dụng thì nó sẽ xóa tất cả những cái sản phẩm của mình, không còn một dấu vết luôn ha. Nó không cần phải chuyển vào thùng rác, sau đó mình lại vào thùng rác mình xóa lại lần nữa. Ok, rồi là video kết thúc ở đây ha. Các bạn thấy thích video này thì hãy like, hãy share, hãy comment bên dưới để mình trả lời. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.